Câu chuyện mà gọi đồ ăn ở Hồng Kông, cảnh sát và chính phủ xác nhận. Cảnh sát và chính phủ Hồng Kông đã xác nhận vụ việc một người đã chết gọi đồ ăn. Tuy nhiên tại sao lại như vậy, họ không lý giải được. Câu chuyện xảy ra vào tháng 12 năm 1989 tại một quán cơm bình dân có tên là Triều Dũng Ký tại khu phía Bắc Tân Giới. Quán Triều Dũng Ký thường bán những đồ ăn như trứng cuộn kèm bánh mì nướng, bánh trứng, bánh bao, mì, nếu khách hàng không ở gần sẽ có nhân viên mang đồ ăn đến thời điểm xảy ra vụ việc xung quanh đa phần là những nhà dân bình thường chứ không phải biệt thự lớn giống như hiện nay câu chuyện người đã mắt gọi đồ ăn tại quán cơm này được chính phủ hồng kông thừa nhận và gọi đó là hiện tượng siêu nhiên vì không tài nào có thể giải thích được cụ thể là vào một ngày bình thường phục vụ quán nhớ nhận được một đơn hàng giao đến một địa chỉ nằm ở khu phố phía tây khu biệt thự hỷ tú hòa bình đơn hàng bao gồm cơm răng trứng bún xào bò và một số món ăn khác dành cho bốn người nhân viên quán cơm đã chốt đơn đã giao đến địa chỉ vừa được báo khi nhân viên giao cơm đến đúng địa chỉ bấm chung cửa gọi không thấy ai trả lời nhân viên mới nói lớn tôi đến giao đồ ăn ngay lập tức cửa được mở rất hẹp cậu giao đồ ăn thấy tiền nằm ngay trước cửa dù cảm thấy kỳ quái thế nhưng cậu vẫn giao đồ ăn rồi cầm tiền về Đến tối ngày chủ quán kiểm kê lại số tiền đã bán, bỗng phát hiện ra một sắp tiền âm phủ, nghi ngờ do nhân viên học việc bất cẩn nên ai đó chơi khăm. Ông gọi tất cả nhân viên lại và hỏi, không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên sau khi xem xét kỹ chuyện này không quá nghiêm trọng và sự việc này coi như được bỏ qua. Ngày hôm sau quán lại nhận được một cuộc gọi đặt hàng ít bột gạo và cơm cũng giao đến địa chỉ giống như hôm trước. Nhân viên giao hàng lại mang đồ đến và lấy tiền giống như hôm qua. Chủ quán thêm lần nữ lại tức giận vì tình huống hôm qua tiếp tục lặp lại và tuyên bố hôm sau ông sẽ tự mình giao đồ. Quả nhiên ngày hôm sau, một cuộc gọi tiếp tục được đặt hàng cho món bò và món thịt lợn nướng đến địa chỉ đó. Và như đã nói, lần này ông chủ đích thân đi giao hàng. Ông đến đúng địa chỉ, gõ cửa, nhận tiền hoặc khe hẹp. Khi thấy ông chủ cũng bám bùng nghĩ lạ và cố gắng xem là ai trả tiền sau cánh cửa. Thế nhưng ông không nhìn thấy điều gì Tuy vậy thì vì thấy tiền là thật cho nên ông cũng không bản tâm, cho tiền vào túi rồi trở về. Khi trở về, ông chủ bỏ số tiền đó vào một chỗ riêng. Đến tối thì lúc tổng kết lại, số tiền ông kiếm được, ông lạnh người khi phát hiện ra. Số tiền âm phụ lại ở đúng cái chỗ mà ông để riêng. Ông lập tức gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát Hồng Kông lập tức đến điều tra địa chỉ này. Bấm chuông thì hỏng, coi cửa không ai trả lời, nên cảnh sát đã phá cửa xong vào họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra bốn thi thể chết trên sàn nhà cách đây nhiều ngày sau khi phong tỏa hiện trường để điều tra cảnh sát lấy lời khai những người xung quanh hàng xóm trả lời không hề biết vụ gì bởi vì mấy ngày gần đây họ vẫn nghe thấy có người trong nhà chơi mặt trượt dù không nghe thấy tiếng người nói chuyện sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi cảnh sát phát hiện rằng bốn người này đã mất khoảng hơn một tuần trước tuy nhiên điều khiến cho họ vô cùng bất ngờ đó là trong dạ dày của bốn thi thể vẫn có đầy đủ số thức ăn mới được tiêu hóa trong vòng từ 1 đến 2 ngày qua, bao gồm thịt bò, cơm, bún, thịt lợn. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử pháp y 7 giờ. Theo giải phẫu học hiện đại thì người đã chết không thể tiêu hóa được lượng thức ăn sau khi đã mất. Y học hiện đại và giải phẫu học lý giải, theo thành phần và cấu trúc của vi khuẩn lên men với axit lactic, là loại axit do dịch dạ dày tiết ra, cùng với đo phổ khác có thể xác định thời gian chính xác mà cơ thể nạp thức ăn. Sự thật khó hiểu trong chính giả dày của bốn người đã mất có số thức ăn trùng khớp với đồ ăn của nhà hàng Triều Dũng Kỳ đã giao. Kết quả giám định trên những đồng tiền âm phủ vẫn còn khiến cho phía cảnh sát không hiểu nổi. Khi mà hàng ngoài dấu vân tay của nhân viên giao hàng cùng với ông chủ còn có dấu vân tay của hai trong số bốn thi thể kia. Tiền âm phủ không còn dấu vân tay của ai khác và thực tế là khoa học thực sự không thể lý giải nổi điều này. Sau đó cảnh sát đã mời một thầy pháp sư về giúp điều tra sự việc. Pháp Sư phát hiện cửa ra vào nhà này ở hướng Đông Bắc, lấy đúng là quỷ môn quan, âm khí rất nặng, thời gian răng bên kia thế giới phạm xung sát. Theo lời của Pháp Sư, có những linh hồn ở đây không nghĩ mình đã mất nên không chịu giải thoát. Họ tiếp tục sống chơi mặt trượt, gọi đồ ăn giống như bình thường. Chỉ tới khi cảnh sát ập vào phá vỡ tường âm khí này, họ mới rời khỏi cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đó là do đốt than thải quá nhiều carbon monoxide khiến cho cả bốn người đã mất khi họ đang ngủ say sau khi trời mặt trượt. mùa đông ở tăng dưới nhiệt độ một số năm có thể hạ xuống không đến 2 độ vì vậy họ có thói quen là đốt than để sưởi câu chuyện người chết gọi đồ ăn đã được nhiều tờ báo lớn tại Hồng Kông đăng tải cảnh sát cũng cung cấp những phân tích khoa học và những bằng chứng về sự việc trên tuy nhiên vì sao họ có thể gọi đồ ăn và không ai có thể giải thích nổi và giới truyền thông gọi đó là hiện tượng tâm linh kỳ bí